Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Hello everyone, welcome back. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học của Vietjack. Ở video lần này thì cô sẽ cùng chúng ta tiếp tục với phần kỹ năng của đánh lớp 10, bài số 3 với chủ đề là âm nhạc. Và kỹ năng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào kỹ năng đọc, reading, với chủ đề của bài đọc sẽ là Idol, một cú hit toàn cầu. Idol, a global smart hit. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với yêu cầu của bài số 1 nhé. Yêu cầu của bài số 1 như sau. Look at the logos. Aren't you familiar with them? And tell a partner what you know. Là chúng ta sẽ nhìn vào những cái logo dưới đây và chúng ta thấy là có quen với cái những logo này không? Hãy nói với bạn của mình những cái gì mà chúng ta biết về những cái logo này. Vậy đầu tiên thì chúng ta có logo này là Pop Idol đúng không? Thì cái này thì nó sẽ là ở thuộc bên Anh và ở đây thì nó là cuộc thi âm nhạc ở trên ITV của Anh và nó từ năm 2001 cơ. Và nếu mà tính là 2001 thì thậm chí là nó còn hơn tuổi của chúng ta nữa đúng không? Và chúng ta nhìn ở đây với cái tên gọi là Pop thì chắc chắn là cái chương trình này nó sẽ là để chọn ra những cái ngôi sao nhạc pop đúng không? Ca sĩ nhạc pop. Và đó thì là về Pop Idol. Còn Millionaire này thì sẽ là Who wants to be a millionaire đúng không? Ai muốn là triệu phú? Thì nếu mà chúng ta muốn dịch như thế và cái này thì là nó sẽ là cũng là một chương trình của nước Anh và sau đó thì Việt Nam mua bản quyền đúng không? Ai là triệu phú? Còn ở đây thần tượng âm nhạc Việt Nam Idol thì đây là của Việt Nam này là và cái này thì là từ thực chất thì là nó sẽ là bắt nguồn từ một nước nào đó đúng không? Đây thì sẽ là một cái chương trình nhượng quyền thôi chứ không phải là chứ không phải là của mình. Cái này là nhượng quyền từ cái Pop Idol này và sau đó đi chuyển sang chúng ta kiểu mua bản quyền ấy và sẽ thành Việt Nam Idol. Và cái này thì từ Việt Nam Idol mùa đầu tiên thì là vào năm 2007 và mùa thứ tư thì phát sóng vào năm 2012. Nếu cũng như không nhầm thì từ sau cái mùa thứ tư đấy thì nó không chiếu cái Việt Nam Idol nữa mà nó chuyển sang mùa hát Việt đúng không? Thì đấy thì sẽ là một vài những cái thông tin về những cái logo này. Và để cụ thể hơn thì cô sẽ giới thiệu như sau. Chúng ta có đầu tiên là Pop Idol đúng không? Chúng ta có thể nói rằng đây cô có tìm hiểu một vài thông tin và cô thu thập được như sau. Đầu tiên Pop Idol created by British Entertainment Executive Simon Poehler. Và ở đây thì Pop Idol thì được sáng tạo bởi Simon Poehler là người điều hành giải trí Anh là người điều hành giải trí Anh Quốc đúng không? Thì nghĩa là người mà sẽ chịu trách nhiệm trong việc là quản lý những cái chương trình truyền hình ở Anh Quốc ấy. Executive Pop Idol created. Đây thì sẽ là được tạo ra đúng không? Created by, được tạo ra bởi ai? By the Prestige Entertainment Executive. Người quản lý, người ở điều hành những cái chương trình giải trí ở Anh tên là Simon Poehler. Và cái chương trình này thì là một chương trình, thì là một cuộc thi âm nhạc, đúng không? It's a music competition. Và cái chương trình này thì bắt đầu được chiếu trên ITV của Anh vào ngày 6 tháng 10 năm 2001. Và đây sẽ là which began on British TV vào ngày mùng 6 tháng 10 October, the 6th of October 2001. Để làm gì? Để chọn ra những cái ngôi sao, những cái ca sĩ nhạc pop đúng không? To select all the best new young pop singer. Chọn ra ngôi sao, chọn ra ca sĩ nhạc pop trẻ này
đúng không? Vừa trẻ này, cũng như là một những ca sĩ mới trẻ cũng như là xuất sắc nhất đúng không? Ở Anh. Bởi vì ở đây là British đúng không? In the UK. Và cái sự lựa chọn này thì sẽ dựa vào cái số lượng votes của người xem. Based on viewer voting and participation. Thì đó sẽ là về pop idol. Tiếp theo, chương trình Who Wants to be a Millionaire? Ai muốn làm triệu phú đúng không? Còn dịch sang tiếng Việt thì chúng ta có chương trình tương đương, đó là Ai là triệu phú. Và về cái bức tranh B, Who Wants to be a Millionaire? Who Wants to be a Millionaire? Thì là chương trình Ai là triệu phú. Thì chương trình này cũng là chương trình này thì là của Mỹ. Chương trình này là của Mỹ, dựa trên, và cái này thì nó dựa trên một cái chương trình có cùng tên, có cùng tựa đề ở Anh. Bình thường thì chúng ta cả tên gọi của cái chương trình này thì sẽ là Who Wants to be a Millionaire, nhưng mà bình thường thì người ta sẽ thường gọi là Millionaires thôi để cho nó ngắn gọn ý. Còn ở đấy, đấy là ở nước Mỹ nhá, còn ở Việt Nam thì chúng ta vẫn gọi là Ai là triệu phú đúng không? Or informally called, hoặc là gọi một cách là kiểu bình thường chúng ta có informal là kiểu không chính thức này, hoặc là kiểu xuồng xã ấy, thân mật á. Chúng ta có formal và informal. Cái formal này là kiểu thân mật này, không trang trọng. Nghĩa là bình thường thì chúng ta sẽ gọi như thế này, called millionaire. Còn nếu mà kiểu để giới thiệu các thứ kiểu rất là trang trọng thì chúng ta sẽ gọi cái tên chương trình đó là Who Wants to be a Millionaire. Thì là một cái chương trình Mỹ, của Mỹ, is an American televisions quiz shows, là chương trình mà kiểu hỏi đáp đấy đúng không? Chương trình giải trí truyền hình Mỹ. Và cái chương trình này thì nó dựa vào một chương trình cùng tên ở Anh, based on the British programs. Có cùng tiêu đề of the same title. Và chương trình này thì nó giải thưởng lớn nhất thì sẽ là $1,000,000 đúng không? Which offers a maximum. $1,000,000 rất là nhiều rồi đó. Maximum. Priced of $1,000,000. $1,000,000 for a correcting a series of consecutive multiple choice questions. Và giải thưởng cao nhất là $1,000,000 dành cho ai mà có thể trả lời tất cả những cái câu hỏi trắc nghiệm đúng không? For correctly answering a series of questions, a series of consecutive là những cái câu hỏi liên tiếp, nghĩa là sau câu số 1 thì sẽ đến câu số 2 kiểu dạng như thế. Multiple choice questions thì sẽ chính là những câu hỏi ABCD nhá. Và đó sẽ là về cái logo thứ hai, Who Wants to be a Millionaire. Còn logo thứ ba thì sẽ là Vietnam Idols đúng không? Chúng ta có Vietnam Idol is a part of the idol. Franchise. Chúng ta có franchise là kiểu nhượng quyền. Thì đây sẽ là một chương trình nhượng quyền để tuyển chọn idol ấy. Và có cái chương trình gốc của nó thì sẽ là Pop Idol của Simon Paul Fuller, chính là cái logo đầu tiên. Of these original reality show, reality programs,
chương trình truyền hình thực tế Pop Idol của Simon Fuller. Nghĩa là chúng ta mua bản quyền của cái Simon Fuller đấy đúng không? Nhượng quyền. Cũng giống như cái mà Chạy Ngay Đi của Việt Nam ấy thì nó sẽ chính là Running Man của Hàn Quốc và chúng ta mua bản quyền. The first seasons, cái mùa Vietnam Idol đầu tiên thì là bắt đầu vào năm 2007. The first seasons of Vietnam Idol. Vietnam Idols aired là được lên sóng vào ngày 23 tháng 5, May of the 23rd of May 2007. Trên kênh HTV9 on HTV9. Và mùa thứ tư and the fourth seasons, và mùa thứ tư thì vào năm 2012. Of season được lên sóng aired on the 17th of August 2012. Thì đấy sẽ là một vài những cái thông tin của ba cái chương trình này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 2 nhé. Và bài số 2 thì chắc chắn nó cũng sẽ liên quan một chút từ những cái logo mà chúng ta vừa học đúng không? Chúng ta phải yêu cầu của bài số 2 như sau. We have read the text and discuss the significance of these years 2001, 2002, 2007 and 2012. Và chúng ta sẽ đọc đoạn văn dưới đây và hãy thảo luận những cái tầm quan trọng của những cái ý nghĩa của những năm sau đây, năm 2001, năm 2002, năm 2007 và năm 2012. Và chúng ta có một đoạn cũng không dài cho lắm đúng không? Và để chúng ta có thể là đọc những cái ý nghĩa của những năm sau đây thì chúng ta chỉ cần search, chúng ta chỉ cần scan những cái năm đúng không? Những cái số, ví dụ là số 2001 thì đây chúng ta thấy ở đây rồi này. 2002 đúng không? 2007 và 2012. Thì trong cả bài chúng ta thấy có những cái số đấy thì chúng ta chỉ cần đọc những cái đoạn đấy thôi là được. Vậy ở đây thì chúng ta sẽ cùng đọc đoạn 2001 ở đây nhá. Ở đây chúng ta có câu đầu tiên. The first idol, pop idol, began in 2001 and quickly became a worldwide phenomenon with local versions in many countries and territories. Ở đây chúng ta có là cái chương trình thần tượng đầu tiên, pop idol, thì bắt đầu vào năm 2001 và nhanh chóng trở thành một hiện tượng toàn cầu với các phiên bản của nhiều nước cũng như là nhiều vùng lãnh thổ. Vậy ở đây, năm 2001, cái ý nghĩa của nó thì sẽ là cái năm mà pop idol, đúng không? Pop idol được đầu tiên được đầu tiên là thực hiện đúng không? Được đầu tiên ra mắt ở đâu đó. Thì ở đây chúng ta có là pop idol được đầu tiên ra mắt đúng không? Và nếu mà chúng ta muốn biết là đầu tiên ra mắt ở đâu thì chúng ta sẽ có thể đọc tiếp. Hundreds of millions of viewers worldwide have watched the idol programs since it was first launched in the UK. Và hàng triệu khán giả, hàng triệu người xem toàn cầu, hàng triệu người xem toàn thế giới thì đã xem chương trình thần tượng kể từ khi nó được lần đầu kể từ khi những cái chương trình thần tượng này lần đầu được trình chiếu vào ở Anh. Vậy ở đây vào năm 2001 thì là cái năm mà cái chương trình Pop Idol, cái chương trình thần tượng đầu tiên được diễn ra đúng không? Được ra mắt đầu tiên ở Anh và nó trở thành một cái hiện tượng toàn cầu trên thế giới. Thì đấy sẽ là về cái ý nghĩa của năm 2001. Và về 2001 thì chúng ta sẽ trả lời như sau. Chúng ta có thể trả lời ngắn gọn như sau. Okay, we have 2001 is the year, thì là cái năm is the year that pop idol, thì cái năm năm mà cái chương trình pop idol đúng không, được ra mắt lần đầu, were first launched in the UK. And it quickly became a worldwide, một cái hiện tượng toàn cầu đúng không? Worldwide phenomenon.
Thì đấy sẽ là tầm quan trọng, cái ý nghĩa của năm 2001. Vậy năm 2002 thì sao? Chúng ta có search ở đây, nó ở dưới này đúng không? And we have 2002, American Idol began in 2002 and quickly became the most popular entertainment series in America with viewers in the hundreds of millions. Chúng ta có là American Idol đúng không? Là thần tượng idol Mỹ thì bắt đầu vào năm 2002 và sớm nhanh chóng trở thành chương trình giải trí hàng đầu ở Mỹ với lượng người xem lên tới hàng trăm triệu người. Vậy ở đây vào năm 2002 thì là cái năm mà American Idol, ở cái mùa đầu tiên của American Idol đúng không? Vậy thì cái năm 2002 chúng ta có thể viết ngắn gọn như sau: 2002 is the year, is the beginning thì là cái khởi nguồn của American Idol, beginning of American Idol. Thì đây sẽ là một cách viết. Ngoài ra cách viết khác thì chúng ta có thể viết giống cái câu của 2001, đó là is the years, thì là năm mà American được phát sóng đầu tiên đúng không? American Idol were first launched in the US, ở Mỹ này, in the US, và trở thành cái những cái series giải trí phổ biến nhất đúng không? Và nhưng mà nếu mà về ý nghĩa thì chúng ta có lẽ là chỉ cần như thế này thôi là được. Và tiếp theo về năm 2007, ở đây chúng ta có ngay ở dưới: the first seasons of Vietnam Idol are aired on the 23rd of May 2007, and the fourth season aired on the 17th of August 2012. Vậy ở đây cả năm 2007 đến năm 2012 thì nó đều liên quan tới Vietnam Idol đúng không? Và năm 2007 thì có ý nghĩa là cái mùa Vietnam Idol đầu tiên được phát sóng này, còn và năm 2012 thì là cái mùa thứ tư được phát sóng đúng không? Vậy vào năm 2007 chúng ta có thể viết như sau: is the first seasons of Vietnam Idol, thì là mùa đầu tiên của Vietnam Idol. The first seasons of Vietnam Idol and 2012 is the first seasons, thì là cái mùa thứ tư. It's the fourth seasons of Vietnam Idol. Thì đây sẽ là cái cách là đáp án chúng ta có thể trả lời cho bài số 2 nhé. Những cái ý nghĩa của bốn cái năm, 4 năm 2001, 2002, 2007 và 2012. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 3. Với yêu cầu của bài số 3 như sau: circle the appropriate meanings for each words from the text. Là ở đây chúng ta có là hãy khoanh tròn vào những cái từ mà có cùng ý nghĩa với những cái từ ở trong bài đọc. Ở đây chúng ta có 5 từ đúng không? Đầu tiên là to air, là động từ. Chúng ta có to air này. A, to breathe in, là để thở vào. And B, to broadcast, là phát sóng. Ở đây nếu mà chúng ta không đọc bài thì chúng ta sẽ có thể là chọn ngay cái đáp án là A đúng không? Là thở vào, bởi vì chúng ta thấy air thì nó liên quan tới không khí các thứ. Thì có lẽ là các bạn ấy sẽ liên tưởng tới cái hiện tượng là thở vào. Nhưng không, đáp án ở đây sẽ là không phải là đáp án A. Và lý do tại vì sao thì chúng ta sẽ cùng tìm cái từ air ở trong bài nhé. Air. Và từ này thì cô cũng đã dùng để trả lời cho cái bài số 1 đúng không? Chúng ta cùng lướt để xem từ air ở đâu nhé. Đây, từ air. The first season of Vietnam Idol aired on the 23rd of May 2007. Ở đây chúng ta có là mùa Vietnam Idol đầu tiên thì được như thế nào thì như thế nào, và 23 tháng 5 năm 2007 đúng không? Vậy ở đây nó không thể nào là được thở vào được, mà nó sẽ chỉ có thể là broadcast, là phát sóng thôi. Nên đáp án nó sẽ là đáp án A, sorry, là đáp án B đúng không? Broadcast. Và chúng ta sẽ cùng nốt lại cái từ vựng này nhé. To air, động từ to air, phát sóng, lên sóng. Air, so we have
broadcast, phát sóng. Air broadcast. And the second one, we have phenomenons. Phenomenons. Và từ này thì nó sẽ có nghĩa là hiện tượng, đúng không? Hiện tượng. Phenomenon, hiện tượng. Và đây thì chúng ta có A, an event which people talk about, là một sự kiện mà mọi người nói về nó. And B, a person in action. Và đây thì sẽ là một người, đúng không? Người mà hành động gì đó. Vậy ở đây thì chúng ta có ngay cái từ phenomenon ở đây, hiện tượng. Hiện tượng toàn cầu, đúng không? Cái này thì cô đã vừa dịch rồi. Và nó sẽ là đáp án A. Một sự kiện mà mọi người nói về đó. So, phenomenon. Phenomenon. We have phenomenon. Hiện tượng. Một cái sự kiện mà mọi người nói về đó. Phenomenon. And number three, we have audience. Audience. Và từ này thì chúng ta sẽ cùng search ở trong bài nhé. Từ này thì cô đang không thấy nó xuất hiện ở trong bài nhỉ. Cô chỉ thấy một cái từ tương đương với nó là từ viewer thôi. We have viewers. Okay, maybe it will to not have the audience. Có thể là nó không có từ audience ở trong bài, đúng không? Cô chỉ thấy từ viewer thôi. Và lý do tại sao cô có biết từ viewer và từ audience nó sẽ gần gần giống nghĩa với nhau. Chúng ta có từ audience thì sẽ là những người mà audience thì sẽ là khán giả. Nhưng mà khán giả này thì sẽ là khán giả mà sẽ đến sân khấu. Ví dụ là chúng ta sẽ diễn ở sân khấu, đúng không? Và người ta sẽ đến để người ta xem. Còn viewer thì sẽ là khán giả xem qua TV. Thì đấy là sự khác biệt giữa audience và viewer. Khán giả và người xem. Viewers, người xem. Còn audience thì sẽ là khán giả. Khán giả vào đây thì người ta sẽ thường đến sân khấu, sẽ đến ngay chỗ đấy để xem. Còn viewer thì sẽ là xem qua TV này, xem qua internet thì sẽ gọi là viewer. So audience number 3, we have people at the performance. Là we have people at the performance, đúng không? Bình thường thì chúng ta sẽ dịch sẽ có bạn bị hiểu nhầm thành là người biểu diễn, đúng không nhỉ? A performance. Nhưng không, từ này thì chúng ta sẽ hiểu là người ta sẽ đến cái buổi biểu diễn đó để xem, đúng không? Chứ người ta không phải là performer. Nên ở đây sẽ là A. Cũng giống như vừa nãy cô giải thích, đúng không? Là người ta sẽ đến á, đến ngay cái sân khấu đấy để xem. Còn đáp án B, public speakers, là người kiểu dạng như là phát biểu công chúng á. And number 4, we have seasons, là mùa, đúng không? So a TV show episode là phần ở đây thì chúng ta sẽ có là các mùa phần được chiếu, những cái kiểu dạng là những cái tập á, nhưng mà đây thì sẽ là những cái mùa, đúng không? Episodes là những cái biên tập. Còn đáp án B, a TV contest, là một cuộc thi ở trên TV. Contest này sẽ bằng với competition, đúng không? Vậy nó không phải là một cuộc thi rồi, mà nó sẽ chỉ là những cái tập của một cái chương trình nào đó thôi. Thì nó sẽ là đáp án A, seasons, là mùa. And number 5, we have process, là quá trình. A, way of doing things, cách làm việc gì đó. And B, a series of action, và nghĩa là một loạt hành động. Và đây thì sẽ là đáp án B, một loạt hành động, bởi vì nó liên quan tới quá trình. Và trong cái này thì chúng ta có thể nốt lại cái từ là episode, là tập.
Và nếu mà chúng ta hay xem phim thì chúng ta cũng sẽ hay gặp từ này. Còn bên cạnh đó thì nó sẽ cũng mang nghĩa là mùa, nhưng mà mùa của những cái show, những cái chương trình. Và đây thì đó sẽ là về bài số 3, đáp án của bài số 3. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài số 4 với yêu cầu của bài số 4 như sau. Ask and answer the following questions. Hỏi và trả lời những câu hỏi sau. Chúng ta có câu hỏi đầu tiên. What entertainment format is Global Smart Hit? Và đây thì sẽ có nghĩa là hình thức giải trí nào thì là trào lưu phổ biến trên toàn cầu. Và tiếp theo, vậy thì trong câu 1 này thì chúng ta sẽ nốt lại cái từ, chúng ta có cái keyword đó là a global smash hit, đúng không? Cú hit toàn cầu. And number 2, we have where did the idol format come from? Là những cái chương trình thần tượng, nghĩa là những cái format, đúng không? Là những cái form mà để chọn ra thần tượng ấy, đúng không? Nghĩa là idol format thì đến từ đâu, nghĩa là nó bắt nguồn từ đâu, đúng không? Thì vừa nãy chúng ta có đọc là nó bắt nguồn từ Anh rồi, từ UK, đúng không? Câu hỏi where. And number 3 is we have how long has the idol format last? Là cái format này thì kéo dài trong khoảng thời gian bao lâu? Has last. So we have to read. And number 4, we have is Vietnam Idols an original program or a transgressed one? Và đây sẽ là chúng ta có là friend, đúng không? Transgressed one. Đúng rồi, từ này nó bị viết sai đấy, nó phải là friends. Franchise, từ này thì chúng ta đã vừa đọc ở bên bên này rồi đúng không? Franchise, chứ không phải là trans. Franchised one. Có phải là cái chương Vietnam Idol thì có phải là chương trình kiểu dạng là chương trình gốc hay không? Hay là chương trình được nhượng quyền? Và ở đây thì nó sẽ chính là franchised one, đúng không? Nó sẽ là cái chương trình nhượng quyền chúng ta vừa đọc xong. And number 5, we have what do you think of the Vietnam Idol shows? Và em nghĩ gì về chương trình thần tượng Việt Nam, thần tượng âm nhạc Việt Nam? Và với 5 câu hỏi này thì có lẽ là chúng ta đã có 2 câu trả lời của câu số 2 và câu số 4 rồi đúng không? Còn câu số 1, 3 và 5 thì chúng ta sẽ phải đọc. Nhưng chúng ta vẫn sẽ đọc lại từ đầu để chúng ta hiểu được cái bài đọc này nhé. So we have Idol is one of the most successful entertainment formats ever launched. Ở đây thì chúng ta có là cái Idol, đúng không? Nghĩa là thần tượng thì là một trong những cái hình thức giải trí thành công nhất từ trước tới nay. Và ở đây thì and we have the first idol, pop idol began in 2001 and quickly became a worldwide phenomenon with local versions in many countries and territories. Và cái chương trình idol đầu tiên là pop idol thì bắt đầu vào năm 2001 nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu với rất là nhiều những cái phiên bản địa phương ở các quốc gia cũng như là vùng lãnh thổ khác nhau. Hundreds of millions of viewers worldwide have watched the idol program since it was first launched in the UK. Và hàng trăm triệu người trên thế giới thì đã xem cái chương trình The Idol, chương trình Idol kể từ khi nó bắt đầu được trình chiếu ở Mỹ, ở Anh. The show has been on the top 10 rating list of most countries. Và cái chương trình này thì vẫn luôn đúng không? Thì đã nằm trong danh sách top 10 chương trình được đánh giá yêu thích của hầu hết các nước. Years after years, năm này qua năm khác, Idol remains a global smash hit. Và cái thần tượng, cái idol, cái format idol này thì vẫn là một cái cơn sốt toàn cầu. Vậy ở đây, cả cái đoạn này thì chúng ta có thể trả lời cho câu hỏi là câu hỏi số 1, số 2 và số 3, đúng không? Ở đây thì chúng ta có câu số 1 thì là cái nào? Thì là cái cú hit toàn cầu thì nó sẽ chính là idol, đúng không? Thông tin ở đây nó vẫn là cái cú hit toàn cầu. Và câu hỏi số 2 thì là nó đến từ đâu? Cái the first, đúng không? Cái format này thì nó đến từ the UK. Cả cái đoạn này thì chúng ta có thể trả lời được rồi này.
Và cái format này thì nó kéo dài được trong vòng bao lâu rồi? Thì ở đây chúng ta có thông tin là từ năm 2001 thì cái format idol đầu tiên thì được ra mắt, đúng không? Vậy tính đến năm mà chúng ta làm cái bài này là đến năm 2021, đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy 2021 trừ đi 2001 thì sẽ được kéo dài được trong vòng 20 năm rồi, đúng không? Bởi vì là nó vẫn chưa nói là nó đã kết thúc. Vậy câu số 1 thì chúng ta có thể trả lời rằng câu số 1 thì chúng ta sẽ có câu trả lời là idol, đúng không? Là cái hình thức idol, the idol format, là cái chương trình idol. So we have number 1, the idol format thì chính là cái cú hit, cái cơn sốt toàn cầu. And number 2 là câu hỏi là nó đến từ đâu, đúng không? Nó đến từ UK. It came from the UK. And number 3 is we have about 20 years, đúng không? 20 years. Đây sẽ là tính đến năm 2021 nhá. Đối với những cái câu này thì chúng ta sẽ phải xem là nó bắt đầu từ lúc nào và tính đến cái thời điểm hiện tại chúng ta làm bài đọc này thì là nó được bao nhiêu năm rồi, đúng không? Và tiếp theo, đoạn tiếp theo là some facts, là một vài những cái thông tin chúng ta cần biết, một vài thông tin hay. Ở đây chúng ta có American Idol began in 2002 and quickly became the most popular entertainment series in America with viewers in the hundreds of millions. Chúng ta có là chương trình American Idol, đúng không? Thần tượng Idol Mỹ thì bắt đầu vào năm 2002 và sớm và nhanh chóng trở thành cái chương trình, một loạt cái chương trình giải trí phổ biến nhất ở Mỹ với số lượng người xem lên tới hàng trăm triệu người. And we have Vietnam Idol, a part of the Idol franchise created in the UK by Simon Fuller. Và Việt Nam Idol thì là một phần, thì là chương trình thần tượng được cấp bản quyền tạo ra bởi Simon Fuller, đúng không? Thì đây sẽ là câu trả lời cho câu số 4. Nó là chương trình được cấp bản quyền chứ không phải là cái chương trình gốc. And number 4 we have, it is a franchised programs, là chương trình được cấp bản quyền chứ không phải là chương trình gốc. And number 5. Và tiếp theo chúng ta có là the first season of Vietnam Idol aired on the 23rd of May 2007. Mùa đầu tiên của Vietnam Idol thì được lên sóng vào ngày 23 tháng 5 năm 2007. And the fourth season aired on the 17th of August 2012. Và cái mùa thứ tư thì được lên sóng vào ngày 17 tháng 8 năm 2012. And the Vietnam's idol process includes auditions, semi-finals and finals. Và cái quá trình, đúng không? Ở đây thì chúng ta có quá trình là cái chương trình thần tượng Vietnam Idol thì bao gồm cái vòng như sau. Đầu tiên là vòng thử giọng, vòng bán kết và vòng chung kết. The final contestants là những thí sinh lọt vào vòng chung kết. Chúng ta có contestant là thí sinh, đúng không? Contestant, thí sinh. Và đây chúng ta có thể nốt lại. Contestant, danh từ mà nghĩa là thí sinh. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể nốt lại cái quy trình bao gồm là audition, sau đó là semi-final là vòng là bán kết, và tiếp theo là final, chung kết. Semi là gần cái gì đó, đúng không? Đây sẽ là bán kết. Và audition thì sẽ là cái thử giọng. Và tiếp theo, những cái thí sinh lọt vào vòng chung kết thì sao? Perform live on stage to a television audience. Thì những cái thí sinh được lọt vào vòng chung kết thì sẽ trình diễn trực tiếp trên sân khấu cho người xem qua TV. And the contestant receiving the fewest viewers both are eliminated from the competition. Và những thí sinh nhận được ít lượt bình chọn nhất thì sẽ bị loại khỏi chương trình. Thì đó thì sẽ là những cái quy tắc của Vietnam Idol. Vậy ở đây với câu hỏi số 5 là em nghĩ gì về cái
chương trình là Việt Nam Idol. Vậy ở đây thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đưa ra một trải nghiệm, nó là một chương trình như thế nào, nhàm chán hay thú vị, đúng không? Và lý do tại sao, hoặc là nó thì có những cái kiểu dạng tác động gì lên mình, đúng không? Hoặc là chúng ta có thể trả lời là nó thì là mở ra một cái kỷ nguyên cho những cái chương trình tìm kiếm tài năng khác ở Việt Nam, đúng không? Như là mùa hát, như là giọng hát Việt. Và đây thì chúng ta có thể trả lời rằng là em nghĩ rằng I think that it is an interesting program, là một chương trình khá là thú vị. It's an interesting program. Interesting program. Because it helped me relaxed. Khiến em cảm thấy thư giãn này. Bên cạnh đó, đúng không? It opens series of shows, những cái chương trình, series of show that find talent, mà tìm kiếm tài năng, đúng không? Ở Việt Nam, in Vietnam, like giọng hát Việt. Thì đó sẽ là cách chúng ta trả lời cho ba câu số 5, cũng như là liên quan tới cái chương trình Việt Nam Idol. Và ở trong bài đọc này thì chúng ta đã tìm hiểu về ba chương trình, đó là Pop Idol, Who Want to Be a Millionaires and Vietnam Idol, đúng không? Và bài đọc thì tập trung vào cái chương trình Idol và cái việc là cái idol đó, cái chương trình idol, chương trình thần tượng thì nó sẽ có những cái phiên bản nào, phiên bản ví dụ là ở đây thì đề cập tới phiên bản bên Anh này và phiên bản bên Mỹ và cuối cùng là phiên bản Việt Nam, đúng không? Và bên cạnh đó thì nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái phiên bản khác ở các vùng ở lãnh thổ khác nhau nữa, đúng không? Ở đây thì nó có nói đến cái đó. Vậy thì thông qua bài đọc này thì chúng ta đã có được những cái kiến thức liên quan tới chương trình, một chương trình truyền hình để tìm kiếm tài năng, cũng như là một vài những cái từ vựng chúng ta có thể học được thông qua bài đọc, đúng không? Và bài số 4 cũng đã kết thúc video ngày hôm nay. Cảm ơn chúng mình đã lắng nghe. Hãy tiếp tục ủng hộ Vietjack bằng việc theo dõi các video tiếp theo nhé. Goodbye! Khóa học Vietjack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjack.